Chào mừng các bạn đến với kênh Đông Một Vlog. Hôm nay mình sẽ thông tin đến các bạn chương trình dự kiến tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Dương lịch năm 2021 ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ bắn pháo hoa tại hai điểm tầm cao và một tầm thấp. Hai điểm tầm cao được đặt tại cái khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn ở quận Nhất, tòa nhà Đông Bắc 81 và khu vực công viên Central Park, phường 22 quận Bình Thạnh. Điểm tầm thấp đặt tại công viên văn hóa Đầm Sen quận 11. Trong đó ở khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn sẽ sử dụng 1.500 quả tầm cao, 30 dàn tầm thấp và 10 dàn hỏa thuật là cái pháo phát sáng không tiếng nổ. Cùng điểm qua một vài cái điểm nhắm pháo hoa thì đẹp ở Sài Gòn nhé. Vị trí thứ nhất là tòa nhà Đông Bắc 81. Tòa nhà Đông Bắc 81 là một trong những điểm xem bắn pháo hoa vô cùng lý tưởng ở Sài Gòn, sở hữu một chiều cao hoàn hảo và không gian thông thoáng nên đây được xem là vị trí lý tưởng để tổ chức màn trình diễn pháo hoa đón mừng năm mới. Vị trí số 2 là phố đi bộ Nguyễn Huệ với đặc điểm rộng rãi thoáng đãng. Phố đi bộ Nguyễn Huệ là một vị trí được xem là bắn pháo hoa được nhiều người dân yêu thích. Ngoài ra tại khu vực này còn có rất nhiều hoạt động chào đón năm mới nên các bạn có thể vừa tham gia những chương trình hấp dẫn này vừa có thể ngắm pháo hoa đón chào năm mừng năm mới. Vị trí thứ ba là bến Bạch Đằng. Bến Bạch Đằng nằm dọc trục đường Tôn Đức Thắng. Ở đây có khu vực bến cảng và công viên dài 1.325m chạy dọc ven sông Sài Gòn, là một địa điểm thoáng mát với view cực đẹp. Nơi đây xứng đáng được liệt kê vào những điểm bắn pháo hoa lý tưởng. Vị trí thứ tư là cầu Khánh Hội. Cầu Khánh Hội là cây cầu nối giữa quận 4 và quận 1, cũng như hai tuyến đường Nguyễn Tất Thành và Tôn Đức Thắng. Đây là một trong những nơi được ưa thích, được người dân chọn làm nơi xem bắn pháo hoa. Tuy nhiên khu vực này thường xuyên kẹt xe và bạn phải tranh thủ tìm một nơi giữ xe cho mình trước khi các chỗ giữ xe quá tải. Vị trí số 5 là khu vực cầu Thủ Thiêm. Đây là địa điểm lý tưởng để bạn có thể ngắm trọn vẹn đầy đủ nhất buổi bắn pháo hoa chào mừng năm mới. Bạn nên đi sớm chọn cho mình một vị trí tốt nhất, chuẩn bị thêm đồ ăn nhẹ, thức uống sạch dự phòng để không bỏ lỡ khoảnh khắc nào đấy nhé. Và vị trí cuối cùng là thứ 6 là tại công viên văn hóa Đầm Sen. Công viên văn hóa Đầm Sen ở quận 11 cũng là địa điểm thường xuyên được thành phố Hồ Chí Minh cho phép tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới. Do vị trí trong công viên Đầm Sen tọa lạc trong khu vực thành phố nên ở đây chỉ có thể tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp để có thể ngắm trọn vẹn buổi bắn pháo hoa chào mừng năm mới. Bạn có thể đi sớm chọn cho mình một cái quán cà phê hoặc là các quán nước bên đường để có thể tận hưởng pháo hoa một cách hoàn hảo và tuyệt vời nhất. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.